bị côn trùng cắn, áp dụng mẹo này sẽ hết sưng ngứa trong 1 phút. Kem đánh răng, một trong những biện pháp rất dễ và nhanh nhất cho nốt ngứa là kem đánh răng. Tất cả những gì mọi người phải làm là bôi trực tiếp một ít kem đánh răng lên vết cắn để giảm sưng và ngứa. Muối, muối là một trong những loại gia vị không thể thiếu trong nhà bếp. Để vết sưng trở nên dễ nhẹ, hãy thấm nước ấm lên trên vết đốt rồi rắc nhiều muối lên. Sau khi nước muối khô, vết đốt sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Vỏ chuối. Nếu mọi người đang đi cắm trại mà bị côn trùng cắn, chỉ cần lấy vỏ chuối chà sát lên vết đốt thì những nốt sưng đỏ sẽ giảm bớt và mất hết cảm giác ngứa. Baking soda. Một trong những nguyên liệu nhà bếp tuyệt vời để chữa mũi đốt là baking soda. Trộn đều baking soda và nước trong một bát nhỏ cho đến khi hỗn hợp sệt và hơi dính. Bôi lên trên nốt mũi đốt rồi để khô và rửa sạch lại khi cảm thấy đã hết ngứa. Chanh. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần hiệu quả là dùng chanh. Mọi người chỉ cần cắt một lát chanh rồi áp trực tiếp lên trên vết cắn